Chào mừng tất cả quý cô bác anh chị và các bạn trở lại với kênh của Meta Hành nha. Hôm nay thì muốn tâm tình tâm tư là chia sẻ với cả nhà một chút về cái góc nhìn riêng của Meta Hành nha. Thứ nhất là mình nói theo hai khía cạnh, đó là một người ha, đứng ở một góc độ là nhà đầu tư, rồi đứng ở một góc độ là người làm môi giới đó. Thì cái trong cái lúc gọi là trong cái lúc thị trường hiện tại thì đang đi ngang ha. Bây giờ thì đa số tất cả những cái khu vực là hầu như là cái lượng giao dịch mua bán về bất động sản thì khá là chậm đấy. Thì mặc dù nó cũng có tăng ha, nhưng mà nó tăng nhẹ, gọi là tăng rất là nhẹ so với cái thời điểm sốt, và thậm chí là có những khu vực là hiện tại là bây giờ đang còn đi xuống ha đấy. Như mọi người biết là hiện tại báo chí viết rất nhiều về cái khu vực Đà Nẵng đó. Ngoài đó thì đợt sốt vừa rồi được gọi là giá đất ở ngoài đó được đẩy ha, gọi là được các bàn tay phù phép họ vào đó họ đẩy lên một cái mức giá rất là cao, thậm chí là bây giờ muốn ha, tức là nợ ngân hàng nhiều quá và bây giờ muốn ra hàng, thậm chí là bây giờ phải chịu lỗ lên đến 600-700 triệu nhưng vẫn không ra được hàng đấy, không có ai mua, không có ai ngó ngàng tới cả đấy, dẫn đến một điều là cực kỳ nguy hiểm ha. Thì trong cái thời điểm gọi là nó khó khăn cái thị trường nó đi ngang như thế này thì thực sự là bây giờ nằm ngay ở cái khu vực ở Đức Hòa, Long An đây này, cái đợt sốt vừa rồi thì cũng phải nói là rất là khủng khiếp. Cái giá đây cũng được đẩy lên cao, và đặc biệt là những anh môi giới ha, những anh môi giới thì hoạt động rất là sung đấy. Nhưng mà bây giờ mà lên khu vực này thì thấy cũng rất là vắng, cực kỳ vắng, bởi vì cái lượng giao dịch nó ít lại, và những anh môi giới là đa số là đi làm những nghề khác để kiếm ăn. Thực sự là bây giờ mà trông chờ vào để mà bán những lô đất mà kiếm khoản hoa hồng thì hầu như là không có ha, rất ít. Đấy, những người mà họ làm chuyên nghiệp, tức là họ sống chết với cái nghề, họ sống chết với cái nghề môi giới thì may ra là họ còn tồn tại được đó. Thì cái số lượng đó thì ít lắm ha, bây giờ ít lắm, đa số là bởi vì ngày xưa là chủ yếu là nhiều lắm người dân bình thường đấy, rồi kể cả những cô bán nước, rồi những cô bán cà phê, thậm chí bán tạp hóa, rồi nói chung là nhiều, cứ có khách lên đi xem là dẫn đi xem đất là trở thành một người môi giới đấy. Ở Việt Nam thì nó lại khác so với là ở những cái nước phát triển khác, là bây giờ hành cái nghề môi giới thì không cần bất cứ một cái giấy phép gì thì vẫn là làm được thoải mái đấy, tức là pháp luật chưa ràng buộc chắc chắn về cái vấn đề đó. Mặc dù là cũng có quy định ha, cũng có quy định là khi mà làm nghề môi giới thì bắt buộc là phải có một cái giấy phép, có một cái giấy chứng chỉ đấy, để mà hành nghề môi giới. Nhưng mà Việt Nam thì hầu như là không có ha, rất là ít, cho nên là dẫn đến một cái tình trạng là như thế. Thì trong cái thời điểm này ha, trong cái thời điểm này thì có nhiều người thì họ đã chuyển gọi là chuyển từ đất sang đầu tư vàng đấy. Như mọi người thấy thời điểm gần đây thì vàng đã tăng giá lên khá là cao đúng không? Ngày xưa chỉ có ba mấy thì bây giờ lên khá là cao rồi, 40 bốn mấy rồi. Đó. Thì giá vàng tăng mạnh thì chuyển từ đầu tư bất động sản chuyển sang là tích trữ vàng đó. Thì cái đó thì gọi là theo cái chiến lược ha, cái chiến lược tùy mỗi người thôi đấy. Còn thì đối với cái quan điểm cá nhân của Minh Thành thì vẫn là trung thành với bất động sản. Mình đã đầu tư cái mạng này thì mình sẽ đi theo tới cùng và đề ra một cái hướng nó theo từng cấp bậc ha. Ví dụ như những cái lô nào mình nhắm mình sẽ đầu tư ở trong một cái khoảng thời gian là ngắn hạn, những cái lô nào mình sẽ đầu tư vào đó để mà hoạch định cho nó một cái chiến lược dài hạn đó. Khi mà chiến lược dài hạn thì mình sẽ tìm cách làm sao mà biến cái lô đất đó nó sẽ có được cái khoản thu nhập cho mình đấy. Ví dụ như là nếu mà bãi đất trống thì mình chưa làm cái gì, mình có thể là cho thuê đấy, hoặc là mình có hướng kinh doanh ha đấy, hoặc là mình có một chút vốn nữa thì mình có thể là xây dựng lên. Anh có thể là xây một cái kiosk, có thể là xây kho bãi,
để cho người ta thuê đấy. Nếu mình không có ý tưởng kinh doanh buôn bán gì thì mình theo cái mạng đó ha. Đấy, thì hiện tại thì những cái lô đất mà thuộc gọi là đầu tư dài hạn thì mấy ông anh với mình cùng với mấy ông anh là lên chiến lược dài dài ha. Đấy, ví dụ như một lô thì hiện tại bây giờ đã cất nhà xưởng lên để mà cho thuê kinh doanh nội thất đó, rồi sắp tới có một lô nữa, bởi vì đó là những cái lô nằm ở những cái vị trí mặt tiền mình đã sở hữu nó, thì làm sao mình sẽ biến cái mặt tiền đó trở thành những cái nguồn thu nhập cho mình đó. Thì sắp tới sẽ mở một cái xưởng đang có dự kiến trong tương lai ha, khi nào xong thì mình sẽ bật mí, sẽ bật mí cho cả nhà biết đó. Thì ở trong cái thời đoạn gọi là trong cái thời điểm khó khăn này thì mình sẽ chịu khó ha. Nếu mà đầu tư thì mình sẽ chịu khó, mình sẽ đi săn tìm những cái vị trí tốt đó, bởi vì nếu như vào trong cái thời điểm sốt thì sẽ là cái thị trường nó bắt nháo quá, mình cũng không biết được là cái nào là tốt nhất đối với mình. Nhưng mà trong cái thời điểm gọi là thời bình trong cái thời bình này mới khẳng định được là những nhà đầu tư thực sự đấy, tức là họ nhắm được những cái vị trí thực sự là những cái vị trí vàng ha, những cái vị trí vàng, thậm chí là có những nhà đầu tư ví những cái vị trí đó là những cái viên kim cương mình phải đi săn những cái viên đó đấy. Tức là trong cái thời điểm này thì nhiều người lại cứ sợ rủi ro đó, thì họ lại quay lưng lại với bất động sản và họ tìm cách là đầu tư sang các cái ngành khác đấy, ví dụ như vàng hay là chứng khoán, hay là thậm chí là bây giờ có cả những cái đồng tiền điện tử ha, thì nó mang về cho mình những cái lợi nhuận cao hơn chẳng hạn, thì họ xoay chuyển hướng. Còn những nhà đầu tư chuyên nghiệp thì họ lại xoáy sâu vào cái mảng bất động sản. Thì trong cái lúc mà thị trường đi xuống, trong cái lúc mà thị trường đang đi ngang như thế này thì họ lại tích cực đi tìm những cái bất động sản tốt và sở hữu cho mình những cái vị trí tốt. Và đặc biệt là trong cái thời điểm này thì mình cũng có thể đàm phán ha, đàm phán với phía bán là mình có được một cái deal tốt nhất đó. Thì đó là cái góc nhìn riêng ha, cái góc nhìn riêng về cái mạng gọi là mạng đầu tư, cái mạng đầu tư là một người đầu tư kinh doanh bên bất động sản. Thì đó là cái cách gọi là cái suy nghĩ riêng của Mít Bành đó ha. Đấy, còn đối với là một người làm môi giới thì khi mà nằm ở cái thị trường nó đang đi ngang thế này thì nhiều người không trụ được và tìm cách chuyển sang những cái lĩnh vực khác, và đến họ lại chờ đợi đến cái lúc là khi nào cái cơn sốt nó quay lại thì họ lại tiếp tục với nghề à. Thì thực sự thì cái cách làm như thế thì không bền ha. Còn đối với Mr. Hành suy nghĩ thì cái lúc mà thị trường đang đi xuống là cái lúc mình phải làm được cái bàn đạp, mình phải xây dựng cho mình được một cái bệ phóng để mà đến cái lúc mà tạo cái cơn sốt đất nó dậy xảy ra ha, thì cái lúc đó mình lại được thăng hoa đó. Thì cố gắng ở trong cái thời điểm này thì mình sẽ xây dựng, đặc biệt là xây dựng niềm tin, xây dựng được một hệ thống niềm tin cho khách hàng đó. Thì ở mình bất cứ ở trong cái thời bình hay thời loạn thì mình vẫn có được cái niềm tin ở những nhà đầu tư ha, bởi vì mình đã có kinh nghiệm, mình đã có góc nhìn, thì mình sẽ có cách để mà biến cái tài sản của họ ngày càng khuếch đại đó. Thì chắc chắn một điều là họ sẽ tin tưởng mình thôi ha. Và mình làm với một cái tâm lành đó. Tức là mình mong muốn là bên nào cũng có lời ha, bên mua cũng có lời và bên bán cũng có lời. Bên bán thì họ cảm thấy là cái giá đó là phù hợp, là ok đấy, còn bên mua thì họ cảm thấy là mua đó cũng là vừa phải, và họ phải mình cũng phải đưa ra cho họ được một cái tệp khách hàng đấy, là mua những cái sản phẩm sau của họ đó. Thì chắc chắn là mình làm được như thế thì cái uy tín của mình ngày càng cao, cái lòng tin của mình ngày càng cao, và đặc biệt là mình phải xây dựng cho mình một cái bệ phóng thật là vững chắc đấy. Và đặc biệt là bây giờ ha, bây giờ cái thế giới công nghệ 4.0 rồi, mình ta hành bật mí cho cả nhà luôn, chúng ta làm sao phải áp dụng bằng được là cái đòn bẩy về công nghệ để chúng ta xây dựng cho mình một cái thương hiệu đấy, một con người số ha. Thì hiện tại mình hành đang làm âm thầm, làm hàng ngày đấy, mọi người nhìn sẽ biết đúng không?
bây giờ sử dụng Facebook thì không phải là lên đó để mà chém gió, lên đó để nói nhảm, lên đó để mà khoe cái này khoe cái nọ. Bây giờ dùng Facebook để xây dựng thương hiệu, những cái gì mà tốt đẹp, những cái gì mà đang mang đến cho người ta những cái giá trị nhất định thì chúng ta khoe. Còn những cái lời mà than vãn rồi buồn phiền rồi nói chung là các cái thứ mà nó nói về tiêu cực thì chúng ta nên cất nó đi, giấu đi, đừng có khoe ra ha. Đấy, rồi chúng ta sử dụng YouTube, sử dụng YouTube để chúng ta chia sẻ những cái điều giá trị, những cái điều tốt đẹp nhất đến cho khách hàng của mình. Đấy, khi mà họ tìm đến những cái thông tin của mình thì họ sẽ thấy được là cái ông này là chỉ nói về những cái điều mang đến những cái giá trị, mang đến những cái lợi ích cho người khác thôi, thì họ chắc chắn là sẽ tin thôi. Mình tin cái điều đó ha, vì mình đã có làm được một chút thôi, mình có làm một chút thôi thì họ đã tin tưởng đó, thì mình chắc chắn là mình nghĩ là mình sẽ làm được. Rồi xây dựng cho mình một cái web. Đấy, cái web đó chính là cái ngôi nhà của mình, cái ngôi nhà số ha, cái văn phòng số ở trên online. Đấy, thay vì mình mở một cái văn phòng thật là lớn ở ngoài đời thực thì mình bây giờ xây dựng cho mình một cái web, nó không khác gì là một cái văn phòng cả. Đấy, tại sao mình không làm, đúng không? Mình xây dựng từ từ người ta sẽ biết đến mình thôi. Đấy, thay vì là bây giờ mình đặt ở cái văn phòng ở ngay cái trục đường mà nhiều người qua lại đó, thì cái web của mình hiện tại đang ở trong hẻm, mình mới làm mà chưa có ai biết đến. Đấy, cho nên là bây giờ mình phải làm hàng ngày để cho cái đường của mình nó rộng ra đó, thì nhiều người sẽ biết đến, và nhiều người biết đến thì sau này sẽ là nhiều người sẽ đi qua lại cái mặt bằng của mình ở trên online, thì người ta sẽ tìm đến mình ha. Đấy, thì trong cái thời điểm này thì mình có một cái gọi là mong muốn là các bạn khi đã dấn thân vào cái nghề thì chúng ta phải có một cái hướng là như thế. Đấy, đừng có suy nghĩ theo một cái hướng gọi là ăn xổi ha. Đấy, tức là chớp thời cơ thì ăn. Đấy, mình muốn làm theo một cái cách gọi là bền vững và lâu dài thì cái đó nó hay hơn nhiều ha. Đấy, thì thông qua cái video này Mr. Thành muốn là nhắn gửi cho mọi người một số những cái thông tin như thế. Đấy, thì ai muốn là có những cái cách làm sâu hơn và chi tiết hơn thì có thể liên hệ inbox trực tiếp với Mr. Thành thông qua Facebook ha. Đấy, hoặc là cái số điện thoại Zalo 0383 779 271 thì Mr. Thành sẽ chia sẻ ha, chia sẻ tận tình, chia sẻ hết mình cho mọi người luôn. Đấy, cứ khúc mắc ở đâu thì cứ liên hệ với Mr. Thành nha, các bạn ở nhà nha. Video cũng khá là dài rồi, và những ai là mới vào xem của kênh Mr. Thành thì nhớ hãy cho Mr. Thành một cái like và đăng ký kênh để nhận video mới mỗi ngày từ Mr. Thành nha. Thì có những cái kiến thức trong những cái lĩnh vực mà bất động sản Mr. Thành biết, hay là những cái thông tin nó mang tính chất giá trị, thì Mr. Thành sẽ chia sẻ cho mọi người biết thêm ha. Cảm ơn cả nhà nha, bye nha.